Xin chào quý vị và quý đồng hương. Xin chúc mừng quý vị đã đến với kênh ngày hôm nay. Chúc quý vị một sức khỏe bình an vô sự. Trong lời Chúa Jesus Christ yêu thương của chúng ta, hôm nay tôi nói với chúng ta để biết vị cốt lõi, vị lịch sử từ xa xưa cho đến ngày hôm nay. Cái vấn đề nắng nhẹ bé to nhỏ lớn, đúng sải phải trái từ thời gian qua cho đến ngày hôm nay. Quá khứ không bao giờ thay đổi và hiện tại thì đang cố gắng hết sức, còn tương lai không ai biết trước được. Hôm nay tôi nói bản tin này để mình hiểu rõ việc lịch sử. Người kinh khinh người thường, tức là bồi nhọn và tất cả mọi việc, khinh bỉ và xúc phạm vì danh dự, vì nhân phẩm. Cho đến ngày hôm nay tôi mới nói. Trong bao nhiêu năm qua, cũng là trong bao nhiêu thế kỷ qua, từ thế kỷ 18, 19 đến thế kỷ 21, thế kỷ 20, 21 cho đến ngày hôm nay, cách đây cũng mấy trăm năm, đó là một thế kỷ là 100 năm. Nhưng hôm nay tôi sẽ nói lại việc là rất là cần cù, rất là liêm chính đối xử và tiếp đón người Việt, người Kinh rất là đàng hoàng. Nhưng cuối cùng ngày hôm nay, người Kinh, người Việt lại ngược trở lại với chúng tôi để hành hạ chúng tôi đủ mọi cách, vì vật chất, về tinh thần, về đạo đức, thuộc về tâm linh và tất cả mọi mặt. Ngày xưa cũng có câu lá lành đôm ra đấy, cũng có câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác nhau, song chung một tràng. Đó là cái câu ngụ ngôn của người Việt. Ngày xưa là có cái câu Hán Nôm hay là nhà thơ nào đó. Đến ngày hôm nay tôi nhắc lại cái vấn đề mà quyền lực Việt Nam Cộng Hòa và xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là chủ nghĩa xã hội, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ thời xa xưa cho đến ngày hôm nay chưa bao giờ thay đổi. Vì lý do gì, tại sao và thế nào đi chăng nữa, vì thậm chí là Bắc Trung Nam cũng có người thượng trong đó, người Ba Na, rồi lại người Sư Tán, người Tra, người Đê làm lính cho Việt Nam Cộng Hòa, mà cuối cùng tiêu diệt hết kể cả Việt Nam Cộng sản đi chăng nữa thì cũng là tiêu diệt. Over 40,000 dentists are taking advantage of the career-building benefits at the Academy of General Dentistry. Tiêu diệt hết cái người thượng của chúng tôi. Tìm cách để thoái hóa xóa sổ, tìm đủ mọi cách cho đến ngày hôm nay. Tôi mới nói đi, nói lại, nhắc đi, nhắc lại cái ngày xưa cho đến ngày hôm nay, cho đến ngày tương lai. Chúng tôi sẽ có cái sự ra đời một ngày nào đó trong tương lai gần nhất. Vì lý do chúng tôi muốn tách riêng biệt từ Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam, và chúng tôi có thể lại thành lập Hội Thánh Tin Lành Đê-ga độc lập và nhà nước Đê-ga độc lập từ xa xưa cho đến ngày hôm nay. Vì sao? Tại sao? Thế nào? Đó là cái cầu nghi vấn của chúng ta cho đến ngày hôm nay. Vì cái nhân phẩm và danh dự của chúng ta đều là có hạn. Vì mình mong muốn là cái giá trị về đạo đức, giá trị về tinh thần. Nhưng
Các ông luôn luôn coi chúng tôi là người nghèo, rách mùng tơi, người ngu dốt, này nọ ngu như bò, dòi như hèo, như mèo chó rừng. Chứ cái cốt lõi, cái ngày xưa, như ông cụ Hồ Chí Minh đã nói, đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết thì mới thành công, thành công, đại thành công. Núi có thể mòn, sông có thể cạn, nhưng đoàn kết thì lòng yêu thương không bao giờ thay đổi. Nhưng cho đến ngày hôm nay tôi cảm thấy người Việt đã thay đổi trên 360 độ hay là 180 độ. Cái sức mạnh nóng của nó thì không bao giờ chấp nhận được. Cho đến ngày hôm nay, rừng già động vật quý hiếm, đá quý và vàng bạc, kim cương, đồng đen, các ông cũng đã cướp liêm hết tất cả mọi mặt. Nào là cười vinh đan, nào là kiên xanh, và nào là các loại gỗ. Như ông Đoàn Nguyễn Đức, tức là Hoàng Anh Gia Lai bây giờ, hôm nay cho dù tôi nói tiếng Việt không ranh rỏi giỏi tốt đi chăng nữa thì tôi cố gắng để mà học, để các ông hiểu được. Vì các ông là người Kinh, người Việt mà, người bọn cướp mà. Nhớ hiện tại bây giờ thì tôi mới biết rằng cái bọn mafia, cái Nguyễn Phú Trọng, bọn mafia, cái Nguyễn Xuân Phúc, rồi cái đến kia khoảng Minh Chính cũng vậy thôi. Cho đến ngày hôm nay tôi mới nói, cho dù xương tôi ra rác, xác tôi trôi đi chăng nữa thì tôi vẫn còn nói đi nói lại. Cái người bản xứ của tôi, người Ba Na của tôi nói riêng, còn các sắc tộc của tôi trên Tây Nguyên Trung Phận thì nói chung, không bao giờ song chung với người Kinh, người Việt được nữa. Đó là cái câu kháng định. Cho đến một ngày nào đó, đến cái chỗ tòa án quốc tế hay là tòa án công lý nào thì tôi vẫn còn nói như vậy mà thôi. Không bao giờ song chung với người Việt được. Đó là người Việt, người Kinh của các ông cứ lãnh đạo, ăn uống, tự ăn uống, tự do của các ông, các vị thì tùy thích. Còn đất nước của chúng tôi trên cao nguyên Trung Phận đã có sẵn trong lịch sử, đã có sẵn trong ban đồ, danh tên tiếng đã có, trên thế giới cũng đã nghe tiếng. Người Ba Na của chúng tôi là nói riêng, còn người sắc tộc của chúng tôi là nói chung. Đó là vấn đề, cái khúc mắc, cái đối xử bất công. Cho đến ngày hôm nay có người nói tôi là nói phét, nói láo này nọ. Tôi không bao giờ láo phét như các ông đã hứa. Ăn một mầm nâng một chiếu, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mà bây giờ thì có phúc lại phúc một mình, còn có họa thì khác. Nào đường đi, làm sao mà chấp nhận cái việc đó. Kể cả ông anh hùng Núc, kể cả anh ông hùng là anh hùng có bác Lơm, và anh hùng Neder, tất cả nhà văn trên đất Tây Nguyên, quê hương thân yêu của tôi, không bao giờ xóa được cái danh từ Pleiku, phố núi thân yêu của tôi. Nhưng bây giờ các ông lại tìm cách để xóa đi cái danh từ đó, chứ không bao giờ. Vì đã khắc cốt ghi tâm các cái nhà hảo tâm, các cái nhà sử học, các cái viện bảo tàng thế giới đã viết tên hẳn hoi. Ngày xưa có lẽ nào là Parikaraka, vân vân, đó là
4 sắc tộc và 5 sắc tộc lớn trên cao nguyên Trung Xuân của chúng tôi. Cho đến ngày hôm nay, tôi nói lời này để mong quý vị hiểu rõ trong nước và ngoài nước. Tôi không muốn các ông cứ lừa mãi, cứ nói lao nói phét mãi được. Tôi biết các ông rất là ghét tôi, nhưng tôi vẫn còn nói thẳng nói thật. Nói thật thì mất lòng, tôi muốn được việc. Uống thuốc thì uống thuốc đáng, tôi muốn khỏi bệnh. Người của chúng tôi không muốn làm nô lệ của các ông mãi được. Bởi vì hiện tại bây giờ cái tham lam tham nhũng, các cái bộ máy trung ương, từ trung ương đến các địa phương đều là tham nhũng. Nếu mà đất nước nào, cái bộ máy nào đã ảnh hưởng cái tham nhũng rồi phải có ngày quốc nạn. Nếu mà đã quốc nạn còn gì nữa là gọi là kiến quốc. Đến ngày đó là thảm họa. Vì lời nói trong Kinh Thánh đã chép rằng thì sẽ ứng nghiệm. Vì không ai được bảo lãnh các linh hồn của các ông được. Chính các ông, cụ Hồ Chí Minh của các ông theo vì đảng, tức là tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Mác, không bao giờ bảo lãnh được cái linh hồn của các ông được. Chỉ có Chúa của tôi, tên danh đặc biệt là Jesus Christ, được bảo lãnh tất cả linh hồn trên thế gian này, trên thế giới này. Ngoài ra thì chẳng có danh nào. Trong thời gian qua có dịch bệnh COVID-19, các loại đạo phái và các cái tôn giáo cầu nguyện, hiệp nguyện muốn để thoát khỏi, muốn để chấm dứt cái mà COVID-19 thì không bao giờ khỏi được. Cho nên các vị mục sư, các cái công vụ của Chúa Giêsu đã lấy danh của Chúa Giêsu trong 12 sứ đồ và thêm 6 sứ đồ hầu việc Chúa, thì ngay bây giờ thì trở thành 18 sứ đồ. Có thể là mình cầu nguyện đuổi được ma quỷ. Không phải là mình lấy danh của Hồ Chí Minh bây giờ lại đuổi được ma quỷ, vì Hồ Chí Minh là ma quỷ. Cho đến cái ngày hôm nay con cháu của Hồ Chí Minh đều là ma quỷ. Vì sao tôi mạnh dạn như vậy? Vì các ông cứ xưng lại bố Lạc Hồng, mẹ Ấu Cơ, còn rồng cháu tiên. Nhưng không phải là như vậy. Chúng tôi là đẻ ra người, không phải là đẻ ra trứng, như các ông nói là 100 trứng. Cuối cùng trong nước của mình chỉ có 54 dân tộc như các ông thường nói. Còn 46 dân tộc kia đã mất tích ở đâu? Tôi có cầu nghi vấn. Vì lý do gì? Tại sao? Vì cái gì? Thế nào? Vì tôi biết rõ cái bản chất của các ông muốn cướp đi quyền lợi, quyền sống, mưu cầu hạnh phúc của chúng tôi trên địa bàn của Tây Nguyên, người bản xứ của chúng tôi. Tôi biết rõ các ông muốn xóa sổ chúng tôi, nhưng Chúa của chúng tôi không cho phép, không bao giờ có được. Từ ngày xưa đến cái ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã mất hơn 60.000 dân. Cái thời chiến tranh này nọ, chúng tôi là người bị oan, chúng tôi là người thiệt thòi nhất, chúng tôi là người nhục nhã nhất. Không bao giờ. Bây giờ chúng tôi cứ rải rác. Thậm chí kể cả người Việt năm 1975 cũng vậy thôi, ngày 30 tháng 4 cho đến ngày hôm nay. Vì sao?
hai ngoại với lại trong nước đã là một lòng, một tâm, một sức rồi. Tìm cách để xóa sổ người thượng của tôi, những cái người đã theo các ông, thậm chí ở bên nước ngoài bây giờ. Tôi có thể tôi nói như vậy. Có thể là những cái người mà ghét tôi, họ nói tiếng Anh rất giỏi, họ tìm cách để tiêu diệt tôi, nhưng Chúa của tôi chưa được cho phép, không bao giờ. Tôi nói khẳng định như vậy luôn, để các ông biết. Có ngày vì các ông đi nhiều đêm, có ngày sẽ gặp ma. Vì các ông cứ buồn, cứ chỉ mức độ nào thì các ông sẽ có thời gian sẽ trả lời. Gieo gió sẽ gặp bão, gieo hùng sẽ gặp ác, gieo hiền sẽ gặp lành. Đó là tôi muốn chúng ta ngồi bàn tròn khoa giải dân tộc. Người kinh lãnh đạo người kinh, còn người thường lãnh đạo người thường. Tổng thống của người kinh riêng, còn tổng thống của người thường riêng, đó là công bằng. Bây giờ tôi nói để mạnh dạn như vậy. Cho dù thế nào đi chăng nữa, các nước lân cận, tòa đàm, đàm phán các vòng quanh thế giới, thậm chí bên Geneva, từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay và tương lai, không bao giờ chấm dứt được. Vì sao? Vì cái mà các ông đối xử bất công, đối xử khinh bỉ và rất là tệ hại cho dân tộc của tôi. Hỡi dân tộc thân yêu của tôi, hãy tỉnh ngộ đi, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm, đừng nghe những gì cộng sản nói. Đó là câu của Nguyễn Văn Thiệu, Ngô Đình Diệm ngày xưa, rất là nhiều câu khác nữa. Vì tôi biết rõ họ là cũng một thuyền, họ là cũng một nhà, họ cũng là một tâm, họ chỉ đổi ghế mà thôi. Thôi bây giờ nhường ghế cho miền Trung đi, người kinh miền Trung. Thôi là lúc nào cũng là thôi nhường ghế cho người kinh miền Nam đi, đến lúc cũng nhường ghế cho người kinh miền Bắc đi. Dần dần để người bản xứ của tôi, người Ba Na của tôi, các ông đều muốn tìm cách để tiêu diệt cho nó sạch. Như các ông thường nói, thứ nhất là diệt tận rễ, trê tận gốc, chóc tất cả và liếm như cho liếm và quét sạch. Như ngày xưa các ông nói là truy quét, cái từ truy quét các ông nói là truy quét rất là bình thường, nhưng đối với tôi cái từ đó rất là nặng nề. Vì cũng có cái trong hiến pháp là chính sách khoan hồng, mà cuối cùng thì các ông cũng có từ cái truy quét, các ông cũng có từ bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Hỡi người bản xứ của tôi yêu thương, hãy tỉnh ngộ đi. Hỡi người kinh, người Việt Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng hòa Việt Nam, hãy chấm dứt đàn áp, đừng lúc nào cũng tìm cách để tiêu diệt chúng tôi. Có ngày chúng tôi là như con cóc, là cóc ông trời, ai đánh nó thì trời đánh cho. Thiên nhân địa, có ngày nhân chưa đến mà thiên đã đánh. Đó là ngày cuối cùng của chúng ta, đó là kết luận. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón xem và lắng nghe trở lại với kênh.